Thưa quý vị, hoạt động trở lại sau hơn 40 ngày tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ phận một cửa quận Cẩm Lệ đón tiếp lượng tổ chức công dân gần gấp đôi so với những ngày bình thường. Những ngày đầu được phép hoạt động trở lại, tại bộ phận một cửa quận Cẩm Lệ, tổ chức công dân đến thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính tăng gấp đôi so với những ngày trước đó. Để giảm áp lực tập trung đông người và nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính của người dân, quận bố trí thêm cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Để mà đảm bảo việc giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho công dân cũng như là vừa thực hiện tốt cái công tác phòng dịch, thì chúng tôi cũng đã có tăng cường lực lượng cho các cán bộ đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cũng như là yêu cầu các phòng ban cơ quan chuyên môn, những cơ quan mà trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân thì người ta phải tăng cường lực lượng để giải quyết đảm bảo là đúng thời hạn và kịp thời cho công dân theo quy định. Đồng thời, quận tăng cường việc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính với công dân. Các cán bộ phòng ban chuyên môn tăng cường trách nhiệm trong công việc, đảm bảo trả kết quả theo thời gian quy định. Trong thời gian qua thì không có hồ sơ trễ hạn do hồ sơ quá tải. Thứ hai là công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì được các cái hỗ trợ viên, người ta hỗ trợ về hoặc điều phối về giãn cách cái khoảng cách ngồi cũng như là điền các cái biểu mẫu thông thường thì để đảm bảo cho hỗ trợ cho người dân để người ta làm thủ tục hành chính nhanh nhất. Hầu hết tổ chức công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đều tuân thủ theo quy định. Tinh thần rất thoải mái, tại vì rất là hệ thống, rất là thứ tự đồ hoàn. Nghĩa là có số là mình sẽ đánh ha. Trong đó hệ thống người ta sẽ bố số mình đánh để làm việc trực tiếp luôn. Xuống đây em cũng thấy làm thì nói nhau mấy anh mấy chị cũng nhiệt tình. Dạ, cũng rõ ràng, có gì mình không biết thì mấy anh cứ hướng dẫn rõ ràng thôi. Tuy nhiên qua đây cũng cho thấy thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân chưa nhiều. Trong khi đó, thành phố đã cung cấp hàng trăm dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4. Hãy tạo thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, công sức.